Chào chú Cơ. Vĩ ạ. Dạ, con chào cô. Cô tên gì cô ha? Nguyễn Thị Kim Yến. À, cô Yến. Cô Yến năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 72 tuổi. À, hiện tại là cô Yến ở tỉnh nào? À, ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Dạ. À, hiện tại bây giờ là đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở phường 27 á. À, vậy là quê cô là ở Quảng Nam hả? Dạ. Dạ. Rồi hôm nay là cô nhờ chị hàng xóm đây kết nối giùm để cô kiếm người thân cô ha. Vâng. Dạ. À, người cô muốn kiếm là ai cô? Dạ, con gái của tôi. Dạ. Con gái cô tên gì và sinh năm mấy? À, nó sinh năm 1972. Dạ, tên gì cô ạ? Nguyễn Thị Hồng Thanh. Nguyễn Thị Hồng Thanh. Vâng. Dạ. Lúc lúc thất lạc là bao nhiêu tuổi? Dạ, nó cháu mới có 3 tuổi à. À, mới có 3 tuổi. Vậy cái tình huống thất lạc xảy ra như thế nào cô kể cho con nghe. Dạ, cái năm đó là đang ở Sài Gòn, ở trường đua. Thì đó là 30 tháng 4 giải phóng đó. Thì thấy người chạy rồi bắt đầu nhà rồi. Tôi thì một cái thau với một cái nồi là gánh hai đứa con. Gánh hai đứa con chạy đi thì người ta ùa tới coi như đông quá là không thể tìm con được. Thì khi đó là gia đình bên mẹ chồng tôi mới nói thôi chị chưa kiếm nó không ra chạy đi kiếm, thằng mày đứng đây là mày chết à, rồi mày chết luôn cả mẹ có con mày. Thì tôi nghe là mẹ chồng tôi cứ tôi đi theo, từ đó giờ là tôi không gặp con tôi nữa. Nghe vô đây tôi cắt tóc thì tôi thấy cô Ngọc Anh cô hay ơn cái chương trình này cho cô coi, thì Dạ. tôi nói tôi mất đứa con nhưng mà nhờ cô Ngọc Anh thì cô giúp đỡ cô tìm giùm, cô kết nối với lại chú rồi đó tìm giùm con tôi đuổi được không, thì cô nói là cô sẽ giúp, thì bây giờ cô giúp tiền cho tôi gặp chú này nè. Dạ. Thưa cô, lúc đó xảy ra là tại trường đua Phú Thọ hả cô? Dạ. Khu vực đó cô ha. Dạ. Là cụ thể là ngày bao nhiêu của tháng 4? 30 tháng 4 á. Ngay Ngày 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 ba 30 ngay ngày 30 tháng 4 luôn. tháng 4. Vậy là lúc đó là coi như là dân tình là rất là lộn xộn cô ha. Vâng. Vậy cô có tất cả mấy người con hết cô ạ? Giờ có 2 người à. Có 2 người con thôi. Vậy chị Thanh là đứa con sau của cô hả? Dạ không à, con chung hết, thằng đứa mất đầu, đứa đầu tiên mất là con gái, còn cái thằng con trai là đang ở với tôi, thằng nó sinh năm 73. Vậy là cô sinh 51, chị đó 72 thì anh 73. Vâng. Rồi con của con gái của cô thất lạc đó thì có đặc điểm gì có thể nhận dạng không cô? Có cái đặc điểm gì không? Nó không có cái đặc điểm gì hết, nhưng mà khi xưa là sinh ra là toàn vú nuôi chứ mình không nuôi con, nó xuống là ví dụ như vú cho ăn cho bú gì rồi là mình chỉ tới thăm con chút đó rồi mình lên phòng ngủ thôi à. Vậy là hồi đó chắc là gia đình cô cũng có điều kiện hả? Dạ, chồng chồng khi xưa gia đình chồng là lính. Rồi vậy là bây giờ cô cũng chỉ được còn một người con duy nhất là anh sinh năm 73 đó thôi. Vâng. Vậy hồi nãy con hỏi cô nghe cô nói ở Quảng Ngãi hay là ở Quảng Nam gì đó là gốc cô ở ngoài đó hả cô hả? Vâng. Vậy rồi cô vào sinh sống ở Sài Gòn trước những năm 75 và ở đó. Dạ, tại vì hồi đó là tôi đi làm mướn bán cà phê, thì ông xã tôi là đi lính, đi vào trong đi ra ngoài bà người ngoài đó, thì coi như ổng vô uống cà phê thì ổng thương tôi, sau rồi ổng nói là gia đình cưới, rồi là hồi nó là đi ra ngoài Huế, quê quê chính gốc là quê ba là ở Huế mà quê mẹ là ở Sài Gòn, thì sau cái rồi ông già cũng đi lính thì ông già vô đây cứ gặp bà già, thì rồi
rồi cái bắt đầu cái là đẻ con đẻ cái thì ông này đi lính ở ngoài Đà Nẵng thì rồi mới gặp tôi. Dạ. Dạ. Vậy là hai đứa con của cô là cùng cha cùng mẹ hết cô ha? Vâng. Dạ. À, đương nhiên là con Việt đúng không cô? Dạ. Dạ. Rồi con nắm được cái thông tin trên cơ bản rồi. Thì bây giờ chỉ bằng cách thế này nè, là có ai thất lạc vào những năm 1975 á, lúc đó được 3 tuổi, và Dạ. có nghe được câu chuyện của cô đó, và có nghi ngờ á, thì là có ai lên tiếng thì con sẽ báo cho cô hay, và đôi bên sẽ xét nghiệm ADN cùng nhau thôi, bởi vì là chị thì cũng không có đặc điểm gì. Dạ. Dạ. Rồi, cô ngồi che lui cho con chụp tấm hình cho nó nguyên cái khuôn mặt á. Dạ, được rồi. Không, để anh Rồi. kéo ra cái Dạ. chân cô Dạ đi được nó được rồi, được rồi em ạ. À. Được rồi. Dạ. Rồi dãy nó hơi xa quá rồi, cô gần lại thêm chút xíu đi cô. Gần lại thêm chút xíu. Đúng rồi, đúng rồi. cái chân Rồi của em cũng khó ok. lắm gì có Rồi ok được rồi nha cô nha. Để con chụp tấm hình nè. anh À, Vĩ, dạ. cho em nói cô khó khăn lắm anh Vĩ, cô hàng À. ngày là cô lượm ve chai ở ngoài công viên Ừ. vì cô sống ngoài ghế đá công viên, giám đốc công Ủa. viên của Ủa đây, vậy là vậy giám đốc rồi. công viên mùa dịch đó anh ạ. Ủa vậy rồi nhà cửa của cô làm sao? Nhà cửa bây giờ làm sao cô? Cô nói đi. Hồi hồi là coi như là tôi ở Sài Gòn ra về là năm 78, thì tôi về quê tôi thăm mẹ thì gặp người bạn thân, mới nói rằng là thôi giờ trừ chồng mày cũng chết rồi, con mày cũng giờ còn đứa thôi, mày ở lại đây quê hương mình đi rồi để làm ăn rồi nuôi con, chứ trừ mày vô trỏng thì mày sống vậy nó không, cũng cũng phải vô chứ, kêu không thôi ở đi chơi rồi nói rồi buôn bán rồi đó. Thì sau khi nói về lại với gia đình á thì bên chỗ dòng họ thì thấy mình nghèo quá, họ cũng hất hủi mình, thì tôi thấy cái cảnh của tôi sao tôi buồn quá, tôi nói thôi đi đi kiếm việc làm, rồi đi làm, rồi cái làm thấy cũng bấp bênh rồi đi buôn bán rau bán tải ở ngay chợ hàng á, là ở Dạ. chợ Cồn Đà Nẵng á, rồi cái tôi nói thôi nhưng làm chi mà ngón khó khăn quá rồi buôn bán cũng khó, thôi đi vô lại Sài Gòn đi, Rồi vô cô lại. ơi, rồi con xin lỗi cô ha. À, cho con Dạ. hỏi là vậy là bây giờ con trai cô ở đâu? Dạ nó lấy vợ nó ở với chỗ Bình Quới á, mà nó không có thương tôi chú ơi, tôi đau ốm tôi bây giờ là bà con xóm giềng thôi, người nó cho cái này người kia cho cái nọ thôi chứ tôi đau tôi nằm đấy, chính cô Ngọc Anh nó cô phải mua thuốc mua men cho tôi uống, đau lắm hai chân tôi đi không nổi. Dạ. Dạ. Yeah. Thưa cô, con nghe qua cái hoàn cảnh của cô thì thấy cũng rất là thương cô. Vì vậy cho nên là cho con hỗ trợ cô chút đỉnh ha. Rồi em nhờ chị chuyển cái số tài khoản cho em gửi cho cô 2 triệu ha. Thế thôi tội Rồi. nghiệp. Dạ. Dạ, cảm ơn em nha, cố gắng giúp giúp em. Thì nói Dạ. chung là thấy thương cô quá rồi. Dạ, rồi Dạ, vậy vậy chị gửi cái số tài khoản qua cho Vĩ nha. Rồi, cảm ơn em. tạm tạm thời như vậy cô nha, rồi con Dạ. sẽ giúp đỡ cô chút đỉnh nha cô nha. Dạ, cảm ơn Rồi chú nhiều. rồi rồi vậy chào cô ha. Hả? Mới báo cáo là thiếu tiền nhà 2 tháng, giờ có tiền này vô tôi trả tiền nhà 2 tháng 1,4 triệu. À, cái hàng tháng vào ngày mùng 1 thì em ra em cho em bịch gạo, chai nước tương, chai dầu ăn. Giờ nàng tự đi, nàng đi mua đồ ăn ăn. Rồi mà cũng đau ốm cũng giúp đỡ thuốc men lắm. Ngọc Anh Dạ. á. Dạ. Anh biết cái xe, không bình thường ở ngoài họ kêu em Ngọc Anh, tại em làm cái nghề tóc. Ừ. Nên là xung quanh họ kêu em Ngọc Anh thôi. Anh bị biết cái xe mà đi lượm ve chai là cái chân của cô Thảo. Thế ở đây toàn kêu Thảo, tự ra ngoài tên ta đặt cái tên Thảo. Cho nên là cái xe đẩy đi á, là làm cái chân thứ ba để đi, đi một mình đi không được, hai cái chân yếu lắm giờ nó teo, còn cái miệng là lở u cha, nhưng mà được cái là sạch sẽ lắm, ở công viên nhưng mà sạch sẽ. Người lúc nào cũng rất là sạch sẽ. Dạ. Rồi thưa cô, vậy con xin thay mặt cho cộng đồng, vì cái này là con trích trong cái tiền quỹ của con, thì cộng đồng lâu lâu cũng có những cái trường hợp á, có góp chút đỉnh tiền vào cái quỹ của con, thì con xin trích ra 2 triệu đồng đó, con hỗ trợ cho cô nha. Con Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ. thay mặt cảm ơn quỹ cộng đồng mẹ. Dạ, rồi tôi cũng thay mặt
cảm ơn là cộng đồng đã giúp đỡ cho Đi tôi. giúp giùm cho mình tìm con đó, phải Dạ, nói. dạ, dạ. Rồi khi nào có ai báo về cái việc mà liên quan đến con của cô thì con sẽ báo cho em Ngọc Anh biết nha cô nha. Dạ. Rồi vậy anh chào Ngọc Anh Anh nha, Tỷ chào. cho em, còn anh Tỷ nếu cần cần thiết cái gì gắt anh điện ngay cái số của cô, cái số của cô là điện thoại nhỏ nhưng mà lúc nào cô cũng để bên mình á. Rồi, rồi. Em cảm ơn anh Vĩ nha, Rồi, trời ơi, chúc mừng sức khỏe quá, cô và cảm ơn chúc em. sức khỏe Dạ gia đình dạ. anh. Mừng quá chú ơi. Dạ cảm ơn. Rồi em tạm biệt anh nha, rồi bye bye. Bye bye. Dạ. Lê Văn Thanh Dạ. Anh Thanh là sinh năm mấy? 1972. Dạ. Rồi hôm nay anh Thanh kết nối là để kiếm ai ạ? Tìm mẹ. Dạ. Tìm mẹ. Dạ. Rồi hiện tại thì anh Thanh đang ở tỉnh nào? Ở bên Mỹ. Dạ, rồi hồi đó anh thất lạc người thân ra sao? Thất lạc mẹ ra sao? Không biết lý do làm sao nữa. Và nghe nghe mấy coi như là bên má nuôi của anh nói, má nuôi với ba nuôi thì không có nói tại vì rất là thương anh nên không có nói ra. Mấy cái người chị bà con chị họ đồ nói á, là giống như má anh có bầu mà giống như là lỡ hay là sao á, rồi bà ngoại mới thấy vậy mới đem đi cho, đó là cho đó chứ không biết lý do làm sao cho. Mà cho đó là ngay tiệm vàng Mỹ Thịnh Tân Định Hai Bà Trưng á, nhưng mà bây giờ cái tiệm vàng đó là mấy bà chị anh mới đi Mỹ hết rồi không còn ai hết, nhưng mà nói vậy để cho em tìm được là cái người người mẹ của anh là biết là nơi cho thôi chứ bây giờ hỏi mấy người đó không được tại mấy người đó cũng có nói chuyện với anh nên đi báo vậy thôi chứ bây giờ ở bên đây cũng không biết mẹ anh là ai đó, chỉ nó biết là bà ngoại lại cho. Thì trước cái tiệm tiệm vàng á thì có một bà bán thuốc lá thuốc lào á, hồi xưa là bán thuốc lào đó, bà mới nói là thôi đem vô gia đình này đi thì người ta giàu có người ta nuôi thì để sau này để anh được sống nó sung sướng hơn dạng vậy đó, chứ cũng không biết lý do sao mẹ anh cho mà anh cũng không biết tên mẹ anh là tên ai tên gì luôn đó. Và lúc coi như chắc hình như mới đẻ ra được mấy tháng à là cho tới giờ luôn đó, mà ba má rất là thương anh Cho đó. anh lúc đó là anh được ngần nào tuổi? Không, để nói thêm cho cái tiệm vàng đó, nhưng mà cái tiệm vàng đó là cho lại cho ba má nuôi anh nữa đó, là tại vì cái bà chủ tiệm vàng đó là chị của má nuôi anh, chị ruột của má nuôi anh đó, mà gia đình má chị ruột của má anh là tiệm vàng á là có 15 người con gái, em đi rõ vô đó đi, nhiều khi cái người mẹ ruột của anh á là biết Rồi. gia đình nó giàu Rồi. có 15 người con gái. Rồi cho em hỏi là lúc đó là anh bao nhiêu tháng tuổi? Anh cũng không biết nữa tại cô không ai nói nữa, nó còn mấy tháng à chứ cô không biết mấy tháng tuổi Có nghĩa là nữa. cho trong năm 72 luôn, anh sinh năm 72 và cho trong năm 72 luôn. Hình như là vậy á, 72 hay 73, hình như 73 hay sao, khoảng 72 73 gì đó. Tại vì anh đẻ là tháng 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 12 rồi. Tháng 12 72 rồi. Rồi, ok anh ha. Bây giờ thế này, cái nội dung câu chuyện của anh á là vào khoảng năm 72 hoặc 73 thì là bà ngoại có mang anh tới tiệm vàng Mỹ Thịnh để cho ở lại tiệm vàng Mỹ Thịnh ở chợ Tân Định đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ thế này nè, thứ nhất là nói chung là cái chuyện của anh là nó có gặp trở ngại, chỉ có một điều là nếu có duyên lắm á thì may ra kiếm được mẹ của anh, bởi vì Đúng rồi, tại vì anh có coi anh thấy cũng hy vọng. nó có những cái trở ngại như sau. Thứ nhất á là không phải trực tiếp người mẹ đi cho mà là người bà ẵm đi cho. Vì vậy cho nên là Không, không. anh cũng không biết, hình như là bà ngoại không cho nuôi rồi bà ngoại mới kêu mẹ anh đem đi cho nữa, hình như là vậy đó, tại vì nghe mấy chị kể lại thôi chứ nó trong khoảng hai trường hợp đó đó.
Ok anh, vậy thì nếu ví dụ như trực tiếp người mẹ đi cho ở tại tiệm vàng đó thì may ra còn dễ nhận diện ra, còn nếu ví dụ như là qua tay người khác đi cho đó thì đôi khi không biết là người đó nó có nói thiệt với mẹ anh là cho ở điểm nọ điểm kia hay không. Ví dụ chẳng hạn như là đã không muốn rồi rồi cho chỗ này thì nói chỗ kia, ví dụ như vậy. Thì nếu mẹ anh trực tiếp đi cho thì còn có hy vọng một chút, còn nếu ví dụ như người khác đi cho thì có thể còn chưa chưa chắc đã có hy vọng. Thì cái việc ở đây là tùy vào cái duyên xem thử rồi tới đâu rồi có ai lên tiếng hay không. Cũng hy vọng là nếu ví dụ như là trước đây mà bà ngoại anh có nói với mẹ rằng là cho ở chỗ tiệm vàng nọ tiệm vàng kia thì may ra còn dễ nhận diện. Đương nhiên sau này thì là còn qua tay cho cái người bà con này kia gì đó thì cái quan trọng nhất là cái địa điểm cho con thôi. Thì còn sau này qua tay bao nhiêu người nữa thì cái chuyện đó thì cái chuyện sau này. Dạ. Rồi vậy câu chuyện của anh thì em cũng xin ghi nhận rồi, nếu có ai lên tiếng và có ai nghi ngờ anh là con của người ta thì em sẽ báo cho anh hay nha. Tại vì coi cái clip kia thấy Tuấn Vĩ quay cái anh gì đó thì cũng trường hợp giống anh, cũng người khác cho chứ không phải là cha mẹ cho, mà không có giấy tờ, không biết tên ai ai mà cũng kiếm ra được, thì anh cũng hy vọng anh cũng Tuấn Vĩ kiếm giúp giùm anh. Gọi là hữu Chứ duyên đó. coi mấy chương trình anh cũng như là anh cũng xúc động lắm, tại vì mình cũng mẹ ruột của mình là ai nó không biết, bây giờ còn sống hay mất mình cũng không biết. Anh cũng năm mấy tuổi rồi, 51 tuổi rồi. Rồi em nắm được cái nội dung rồi anh nha, rồi để coi có ai lên tiếng không rồi em báo cho anh hay nha. Xin cộng đồng cũng quan tâm tìm tìm hiểu giùm, là giúp đỡ em kiếm được mẹ của em, thì em sẽ xin hậu tạ 10 triệu, mong quý cộng đồng giúp đỡ giùm. Rồi em ghi nhận anh nha, rồi có gì em sẽ báo cho anh hay nha. Rồi, vậy chào anh ha. Rồi rồi, ba em. Dạ. Dạ.